mà cái túi này cũng đẹp, mà cái 200 này tâm sạch tâm luôn. Nó này chị thợ hồ đi mua sắm nha các bạn. Nhìn ai biết là thợ hồ rồi trời. Đúng rồi. Quá trời chậm, sang chậm. Chị đẹp đi mua sắm. Ừ, cái túi kia hỏi là của nó chết luôn, cái túi kia. Đồ, của nó muốn mổ máu không à? Không đụng hàng à? Thử làm gì? Có quyền chứ. Camera coi mà. Mua không đã thì thử mà. Thử có phù hợp thì mang cái đó không? Ồ, một đống ở nhà là thử gì nữa. Dép cá heo à? Hay nhất là có người lớn mua đôi mang chơi. Thì nó như thế hướng quá. Ha. Thì nó như thế hướng. Đồ nó leo xanh này mà, áo đỏ à. Nè. Ê. Trời ơi. Thế nó kiếm mà nó vừa luôn nè. Dép người lớn mà. Dính là đẹp đấy. 42. Ừ. Đẹp đấy. Có sao có đi. 84 này. Mẫu này giả. Đẹp ghê luôn á. Dính là dễ thương. Đi nó mềm chân lắm nè. Đi nó mềm chân á. Ừ, giá bây giờ thấy sang đó. Sang chẳng. Chơi con. Qua đây con chị cần thấy mà. Em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Chẳng thể giấc mơ sẽ chẳng. Quyền thử. Mày giữ sáu mày hay mang giày chứ tao thấy mang giúp dép quay kẹp là rất là đẹp. Không chịu nào mang. Ờ, đừng lấy. Dép này xưa chắc mẹ mai cái này là xưa lắm rồi. Dám đâu, này tao mới đánh. Sết. Rồi bố dạy mang dép. Bố vô phải mang dài. Y như nước ngoài. Chỗ này có chỗ thử quần áo à? Có. Có đó, phòng nam nữ gì đó. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trời đang ngàn sao đang loài. Tình yêu trong kiếm đôi dép mang đi. Mua dép chứ thấy đụng muốn ói rồi nè. Chạy nó. Chứ em xanh bụng không. Mà nó có tiền đấy. Mua dép đi chợ đi. Mua cái đồ gì đâu không. Ngoài mua. Đồ chất lượng là không mua. Có ngoài bao đồ giống. Dép là tết mang của em lắm. Màu mèo quá. Dép đẹp á. Đẹp á. Màu này bay. Thời gian sau nó bay, trắng nhắt. Đi mua bán cho tôi coi cái quần nó cỡ vừa mặc cái vừa. Nó cỡ đó vừa, nó mua trong nhiêu. Coi size đó, size 32 rồi ông mặc vừa rồi. Rồi mày. Ghê quá kìa. Đang đi vô nè, trong này trong mua sắm đó này nè. Ai điện? Đâu phải mập đó, bên đây là bên bờ hồ bên đây nè. Cái này cái gì, cái hiệu gì đó?
Anh nói chuyện đó em không hiểu. Ai? Mập. Mập nào? Thuận á, trời đụng má nó luôn. Thuận thì nó mẹ, Thuận mập. Vậy quý quán khơi bờ hồ không? Có chiếc xe du lịch đen đậu trước rồi, rồi Simmat nè. Cái thầy núi đè. Mày mới đứa chỗ kia đâu chứ. Nó lâu hết rồi. Không mày lựa dép gì đâu không à. Dép đi chợ đi bố. Dép mà đi mua đi. Đi đâu cũng xách đôi dép được mà. Đi góp đi. Được rồi. Ở ngoài. Ở ngoài nhưng mà đi mày đi vô đây làm gì? Chứ có gì về giảm giá. Đi chơi thôi. Ờ đó đó đó. Đó đó bà Tư mang hộp. Chiếu 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 là. Chớp chớp chớp. Xe bốn chân màu này luôn, đẹp. Nè, tức là xe luôn, phải không? Thấy tao xấu thì cái mang đẹp mẹ mày. Giờ tao đẹp lắm á. 225. Mua đi, tách. 225. Tách mày. Không mua tách mày là mua khi để nó cũ mua tách. Này cũng được nè. Má này cũng đẹp nè. Nó gì? Đó. Này cũng đẹp. Cái này là không chảnh luôn. Cái này là phù. Quý phái, sang trọng. Đen đen quyền luôn. Mày hòm giá em nè. Mày thích cục bắp rồi. Không, cục bắp rồi đó cháu. Cái này nó không có trò, tao đâu có chăm giữ nha. Đều có mua trang trọng. Không, đâu có đẹp trang trọng. Tao mua ngoài, tao mua được nữa, tao mua dép đi chợ, mua đi ngoài thôi. Tao mua dép mẹ mẹ. Trời, gớm. Gớm thì gớm. Người yêu ơi anh lúc cầm.